Nhật Bản hủy bỏ, đình chỉ tư cách xin visa. Mới đây, Đại sứ quán Nhật Bản vừa ra thông báo chính thức về việc hủy bỏ tư cách xin visa của 8 công ty du lịch có trụ sở văn phòng tại Hà Nội. Lý do được Đại sứ quán Nhật Bản đưa ra là do các công ty này vi phạm nghiêm trọng quy ước đã cam kết với Đại sứ quán Nhật Bản. Cụ thể những công ty du lịch bị hủy bỏ tư cách xin visa từ Đại sứ quán Nhật Bản đợt này gồm 1. Công ty cổ phần đầu tư và thương mại du lịch Việt 2. Công ty cổ phần du lịch quốc tế gâu đường tim Việt Nam 3. Công ty cổ phần lữ hành Nam Cường. 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tân Hoàng Gia. 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hoàng Cầu. 6. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch thắng lợi. 7. Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, chấp nhận cho một số công ty du lịch, đạt tiêu chuẩn nhất định, đã đăng ký từ chức và có trong danh sách của đại sứ quán. Đại diện xin cấp visa đoàn cho khách tham gia tour công ty đó tổ chức. Tuy nhiên với những công ty vi phạm các quy ước đã cam kết, Đại sứ quán Nhật Bản sẽ hủy bỏ hoặc đình chỉ tạm thời tư cách xin visa. Trong sách trắng du lịch 2019 công bố ngày 21 tháng 6 của Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, du khách Việt tới quốc gia này tăng 125,9%, cao nhất trong các quốc gia vùng lãnh thổ. Cụ thể năm 2018, số lượng khách Việt du lịch Nhật Bản là hơn 389.000 lượt người, tăng hơn 1,25 lần so với năm 2017.